té rồi con bạn ơi, con bò kia té. À bị con bò kia bị té, nó bị gãy bừa. Lúng véo bây giờ luôn. À, bò chạy sát sau nhau này các bạn. Tất cả những cái đôi bò đều tập trung vào cái khu vực của ban giám khảo để chuẩn bị tiến hành làm cái buổi lễ diễn ra khai mạc buổi lễ cuộc thi đấu của những đôi bò của ngày hôm nay nè các bạn. À, bây giờ mình cùng các bạn đón xem những cái cuộc tranh đấu quyết liệt của những con bò mà khi nó về đích như thế nào. Từ phía ngoài mà các bạn nhìn vô sân đua bò phía trong đó các bạn, hiện tại bây giờ là mình thấy là khoảng trên dưới mấy ngàn người đó các bạn, nó tập trung rất là đông nè. Để mình phóng gần lại cho các bạn xem. Đó, nghẹt hết trơn đó, các bạn thấy không? Do cái lễ hội này là tranh cúp truyền hình là lớn nhất, nên là mọi người đều tập trung về đây mà tổ chức ngày thứ bảy nữa các bạn. Các bạn thấy chưa, mới giờ này thôi đó mà xe là mình thấy là hàng nghìn chiếc đậu rồi đó các bạn. Bữa nay ai mà giữ xe là một chiếc 10.000, một chiếc 10.000 là làm giàu bữa nay nha. Đó, đây là toàn cảnh cái sân đua bò của ngày hôm nay nè các bạn. Mình sẽ đứng một chỗ mình quay xung quanh các bạn xem luôn. Rất là nhiều khán giả đó các bạn, rất là nhiều người tập trung tại đây luôn. Do hôm nay là ngày thứ bảy thì các em học sinh được nghỉ, và những người mà làm công ty hoặc công nhân viên chức đều có thể là được nghỉ hôm nay và cùng nhau đi xem đua bò, nên là mọi người thấy không, ta tập trung đây là rất là đông luôn nè. Giờ này là 7:55, là chắc có thể là 8 giờ là cho diễn ra cái những cuộc thi đấu các bạn ơi. Mọi năm là mình thấy 7:30 nhưng mà năm nay là 8 giờ. MC dẫn chương trình đang đọc những cái lời để khai mạc cái buổi lễ này các bạn. Do mình đứng xa quá, cách phía mặt sân phía bên đây quay qua bên kia nên hơi xa nha các bạn, nên nhìn không có thấy rõ. Mọi người đang háo hức chờ đến giờ những con bò thi đấu đó các bạn. Hiện tại nó đang diễn ra buổi lễ khai mạc, một chút nữa thôi là ban giám khảo và ban tổ chức sẽ cho tất cả những đôi bò vào một vòng xung quanh cái sân này để làm quen mặt sân và tiến hành thi đấu. À, mấy đứa nhỏ đi xem đua bò luôn nè. Con ở nhà sao không con? Hả, nhà con ở đâu? À, tặng Sóc Trăng mà lên tới đây xem đua bò luôn ha. Bé gái hôm nay là cũng dễ thương luôn bạn. Đâu, gà na giả lụa luôn ha. Dạ. Chả lụa này ăn ngon lắm nè các bạn. Dạ, chả lụa lòng có để rau găm vô luôn ha. Một cái phần chả lụa vô bán nhiêu anh? 5.000 cây. Dạ. Rồi cái hộp cà na là nhiêu anh? Dạ. Đốc 10.000 luôn. Dạ. Cho lên đài truyền hình luôn. Dạ lên luôn. Đó, mọi người thấy người dân người ta đây tập trung nhiều ghê chưa? Để háo hức chờ đón những giây phút mà kịch liệt của những con bò này các bạn. Rồi vô luôn. Mọi người thấy người ta đi xem đua bò mà tổ chức nhậu luôn, vui lắm mọi người. Dạ, nhậu với ba tê chả lụa thôi á. Oh, rất là đặc biệt luôn, chỉ có ba tê chả lụa. Dạ. Dạ. Con tên gì, con tên gì? Em bé người dân tộc các bạn. Nó được nhiêu tuổi anh? Dạ 6 tuổi rồi, bữa nay cùng với ba ha đi xem đua bò. Các bạn mình đã thấy là bên kia là nó có những cái tiếng trống mà khai mạc, những cái vị đại biểu lên phát biểu rồi đó.
các bạn ráng chờ thêm vài phút nữa là có những cuộc tranh đấu quyết liệt nha các bạn. Chưa khai mạc mà gặp bò này không biết sao chạy trước rồi các bạn. Thằng bò này cho đi chứng tờ té luôn rồi. Té lôi luôn. Đích đến của mình hôm nay các bạn là có hai cây thúc lốt nè, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Khu vực này là khu vực đích đến của mấy con bò nè. Đó, thợ giúp ảnh thử phim tập trung gì đó đó các bạn. Khóc quá không có coi được, bây giờ phải đứng lên cái ghế vậy đó hả? Các bạn coi đứng lên cái ghế đó. Các bạn thấy là mấy cái đôi bò nó bắt đầu nó dạo quanh khu vực săn một vòng để làm quen mặt săn. Bắt đầu sau khi mà dạo quanh, những con bò này được về điểm tập trung để chờ giờ thi đấu, đến lượt thi đấu của nó. Đó, bây giờ những cái đồng bò đi các bạn thấy rất là đẹp luôn. Hình ảnh của một đoàn bò đi các bạn thấy rất là đẹp không? Nguyên một đoàn luôn. Nó đẹp nhất là những cái khoảnh khắc này nè các bạn. Rất là nhiều, hình như là nãy mình nghe nói là khoảng chừng 80 mấy đôi tập trung nhiều tỉnh lại với nhau các bạn để diễn ra thi đấu tranh cúp truyền hình của ngày hôm nay. Sau khi mà dạo quanh một vòng khu vực săn đôi bò để làm quen mặt săn rồi thì tất cả những cái đôi bò sẽ tập trung vào cái khu vực chờ đợi để chờ đợi đến lượt thi đấu của mình. Mình sẽ chọn cái góc ở khu vực này để quay cho các bạn nè, xem nè. Tại vì cái khu vực này là khu vực về đích của những con bò nên là những cái cuộc tranh đấu diễn ra rất là căng thẳng và quyết liệt tại cái điểm đến này. Chọn cái góc này quay cho các bạn xem nó quyết liệt như thế nào. Còn nửa vòng bên kia nó không quyết liệt, nó thả đi bộ thôi các bạn. Mỗi lần thi là chạy có có nghĩa là mình cho cặp kia trước rồi cặp này chuẩn bị ha. Dạ. Khu vực của đài truyền hình và tất cả các thợ nhiếp ảnh tập trung quá đông luôn, hôm nay là rất là đông luôn ha. Dạ. Săn lần này thấy cũng rộng rãi thoáng mát nữa nè, nhưng mà có một cái là thiếu nước thôi. Hai con chạy như con què coi. Đây là về đích. Không có quyết liệt ha, bình thường. Rồi con bò kia nó dậy lên trên luôn rồi kìa. Bò này cũng nhỏ. Lún dép bên trên luôn. Chạy đâu chạy, chụp lại đây nè. Kiếm rồi dép. Lún bắt tiêu rồi dép luôn. Quá trời. Bao lâu cháu chạy vậy? Bỏ cách xa quá các bạn ơi. Bỏ quá trời xa luôn rồi. Rồi té luôn rồi. Rất là vui tình cờ gặp phần hội chữ hội nhiếp ảnh của thành phố Long Xuyên. Nè con bắn chiếc dép rồi nè, chạy một lúc mới tìm chiếc dép luôn. Đuổi quá đuổi không chưa? Tới lâu chưa vô? Tới lâu chưa? Sáng giờ uống với cà phê với Đức ngoài là chậm có 7 giờ mấy rồi. Mới vô ha. Dạ. Khi mà một em gái thẳng thờ đi xem đua bò mà không có người yêu đi bên cạnh các bạn. Này ngồi rất là thẳng thờ luôn. Giờ tới đôi bò 30 và đôi bò 29 ra tiếp tục thi đấu. Quá đông luôn các bạn. Là xem rất là đông luôn, trai gái già trẻ bé lớn đầy đủ hết luôn. Bữa nay là cái lễ hội tranh cúp truyền hình mà nên là rất là đông. Đôi bò số 32 này mình nhìn to con này các bạn, thấy lớn ghê chưa, rất là to luôn. Đôi bò kia là khoảng 1.8-1.10 với đôi bò này á.
Đôi bò này mà nó bắt thăm mà nó đi trước nữa là rồi luôn. Bò chứ nó già ha. Dạ. Nó già nó dài dặn. Dạ. Chơi cái này nó bò già nó chuẩn. Nó dạ. Không ấy. Dạ. Hỏi các bạn thấy tranh đấu rất là quyết liệt không? Chạy đây các bạn. Đôi bò sao mình chờ đôi bò sao cho các bạn xem. Đó. Trận đua chạy rất là quyết liệt luôn các bạn. Rồi con bò. Hai con bò đang chuẩn bị vào vòng thả nè các bạn. Đó, chuẩn bị vào vòng thả là nó chạy rất là quyết liệt luôn. Đôi bò này bỏ xa quá. Vậy này là 9:40 đó các bạn. Mà mấy cuộc thi đấu diễn ra mà thấy không có quyết liệt lắm. Vậy người ta chung rất là đông người luôn nè các bạn. Quá đông luôn, đông hơn hồi sáng gấp là 2-3 lần luôn. 9:45 rồi đó các bạn. Giờ này là nắng lên, là nắng rất là nắng luôn. Bây giờ mình chưa thấy những cái đôi bò nào diễn ra quyết liệt lắm. Bây giờ mình đi kiếm một cái góc nào đó mình quay cho những cái đôi bò đó. Các bạn xem chứ góc này người ta bu đông dữ lắm luôn. Mình không thể nào quay được hết trơn các bạn. Bước vào vòng thả đó các bạn. Tranh đấu nha. Rồi. Quyết liệt quá bạn ơi. À, bỏ xa quá, bỏ xa quá rồi. Đó các bạn, bây giờ là tiếp tục là tới cặp bò này các bạn. Bắt đầu nha, chuẩn bị về vòng thả quyết liệt nha. Đó. À, tới vòng này là bắt đầu thúc nè, bắt đầu chuẩn bị về đích nè các bạn. Hạ xuống cho các bạn xem. Đó. Đó, cặp bò chạy sát sau nhau nè các bạn. Đó, cặp bò kia nó chạy lên bờ. Ôi, té rồi các bạn ơi, cặp bò kia té. Cặp bò này về đích nè các bạn. Cặp bò này thắng nè. Cặp bò kia té rồi. Đang mình bay lại coi, hình như là mình thấy bò này bị cái gì các bạn ơi, bị gì á. À, bị con bò kia bị té, nó bị gãy bừa, bị gãy bừa. Có thể nếu mình không có giải cứu kịp có thể là gãy cổ bò luôn các bạn, rất là nguy hiểm nha. Bò này nó chạy sao mà nó chạy lên bờ, nó bị trèo cái ách ở trên nên là nó phải xuống té luôn. Các bạn, sau một lúc hai anh em tôi đi quay những cái khoảnh khắc của những con bò chạy quyết liệt đó các bạn, bây giờ mệt quá lên vách núi, hai anh em ngồi mua hai lon bột cụ, mỗi lon 15.000 ngồi uống. Chờ tới giải ba tư với nhất nhì mình nó vô quay các bạn ơi, thật sự là quá trời mệt luôn. Vlog đua bò trên cúp truyền hình của mình đến đây xin được kết thúc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh mình hoàn toàn miễn phí để là người đầu tiên xem những video kế tiếp của mình nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.